Các bác thấy mấy gốc hồng đẹp quá, thì quay lại gốc hồng bonsai siêu mini đấy, hồng hoa hồng các bác. Hoa hồng này quái ghê nhỉ, bao tiền một chậu. Hồng các bác nha, hoa hồng đấy, hoa hồng đẹp mini. Sai hoa hồng đây có cây hải châu, hải châu đúng không? À đúng rồi, à không kia chả có kiến nhầm, lúc loạn bố chả có kiến. Các nhìn cái tùng này có thấy phấn khích không? Đấy, như núi lên như mâm xôi. Đấy, giống tùng này khác các bác nha, không phải là tùng cối. Họ họ cối túc túc sộp túc sộp. Ngầu hôm trước đi dọc đi Chi Thành thấy nó múc bỏ nhiều ngầu lắm, tiếc không lấy được. Nguyệt quế quê của nhà mình anh. Bao nhiêu tiền một cái gốc hồng nhỏ nhỏ này? Hồng này, hồng nhỏ nhỏ này. Bao tiền cái hồng nhỏ nhỏ này? Thì theo những cây này là giá. Đây còn ví dụ cây này. Cây đấy là vào 600. 600 cây này đấy cũng thế, 600. Có cây này 800 à, cây trọng không? Cây này 800 cũng hợp lý. Hồng hồng ta đúng không? Anh cái cây chuối trên chậu thống dài dài mà cái tảng những tảng đá cũng kiểu là cái cây chuối trên thông. Nguyệt quế bay 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 ra cũng đỏ đấy, là bao tiền? Bao tiền bán nó? Nguyệt quế bấm thì bấm đá tôi cần gì? À, xin phép vào bên trong quay. Kia quay máy chụp hình, người lớn chưa? Con giấy này, to quá, không trả được, cao hơn cả đầu mình mấy tầm người. Đấy, tím này chắc mới tròn chậu. La hán đấy, quay cái dãy nhỏ nhỏ này này cho thấy mai chú thủy này. Đây là cũng mai chú thủy, nhìn cứ tưởng sang hương kỹ chứ, rất kỹ đấy, bắt đầu phun lộc là à. Đây lại thấy một cái ổi hay chú đã quay cái ổi này lại không, cái ổi này, cái ổi này bao tiền anh? Cái ổi 3,5 triệu, 3,5 triệu cả chậu, thích quá nhỉ, 3,5 triệu.
Ý nữa thôi là mẹ mình kéo được tiền rồi. 3,5 triệu. Đi sang bên đấy, quay bên này đây. Thấy hồi là phấn khích. Tùy nhà vườn nó quát đấy các bạn, chứ không phải tùy thứ, tùy nhà vườn thôi, sang thứ hai tùy cây quát. Ôi, thế có vẻ hay đấy. Cây của nhà mình à? Cũng của nhà mình luôn à? Cây cũng của nhà mình luôn à? Của mình để hỏi luôn. Đấy, tí nữa đi sang bên này xem là rút ra một cây kia. Đấy, dùng một tay hết các bạn. Mất cả nửa ngày cho cái cây đấy. Tôi cũng làm để biết. Đấy, nó tùng lá nó kinh chẳng. Kinh. Quá kinh. Để sang để quay cái ổi này. Hai con ổi này nhỉ. Giấy này thì hơi phôi, chưa được. Cốt này hay rồi. Rất bay. Rất bay. Chậu đẹp, chậu hợp lý. Bệ cũng được. Thân gốc cũng rụt dịp. Hay đấy. Cây cảnh hợp lý. Cổ thì hơi cứng thì hơi to. Đấy, cổ hơi to, hơi cứng thì được 500 triệu. Dưới hoa hồng xanh.
Rui. Nhiều lắm quá. Giờ vào quầy hỏi đâu hết cầm mồm, trả lời đâu hết cầm mồm quá. Không cố ấy. Xin. Đây còn ổi nữa. Đây là con chiếc hoành đây. Chiếc hoành nó hay. Ổi lai lá to quá. Cốt này rất hay luôn. Xiêm. Mình có mấy cái ổi đẹp quá anh nhỉ. Kia cũng là của nhà mình này. À, đẹp, sang bên đây phát. Đây các bác, nhót. Thì nhót các bác nhé, quả nhót đây. Giá này em thích, đặc biệt thích ổi. Giá này cây có 1.2 triệu cây này này. Vâng. Hai cây như nhau đó. Như nhau. Đồi. Kém tuổi. Vâng. Kia là kỹ hơn. Đấy. 1.2 triệu một cây. Ổi. À, con hồng xiêm này nhiều quả ghê. Sang bên này để quay phía sau cái ổi xem có ok không. 1.2 triệu một cây. Vườn này là tôi thấy là hợp lý các bạn. Chiều 2. Vải. Con này là con vải. Đấy, quả vải này các bạn nha. Sung mật đấy, mọi người gọi là sung mật đấy. Đây là sung vải. Sung. Mình ở đây là ngồi đến bao giờ anh nhỉ? Em ngồi đến 25 ạ. 25. Đấy. 25 là giờ tán rồi. Là sớm một chút. Vả anh nhỉ? Vả này bao nhiêu anh? Bao nhiêu anh nhỉ?
Ở đây, số nhà mình đây đúng. Số điện thoại của nhà mình. Số trước. Là số sau được. Vâng. Sau được của anh. Về xem lại và suy nghĩ nhiều cây quá. Triển lãm vẫn còn. Có số điện thoại của trước. Vâng. Của cho em. Đấy. Để lấy cái số điện thoại phát. Lãm còn đến 25 các bác nha. Giấy ký này. Đây, quần giấy này ghê gớm nhá. Ghê gớm nhá. Con la hán này hay chưa? Rất hay. Con la hán này rất hay các bác. Nhỏ có võ. Nhỏ có võ đấy các bác. Đây sang bên này là của nhà vườn khác rồi. Đức Hùng. Alo. À, em vừa gửi cho anh Quân cái số đấy. Chị Thị. Vâng. Vâng.